Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục trở lại cái chuyên mục làm đẹp xế yêu mỗi ngày cùng Mr. Xuân Hoàng. Thì trước mắt các bạn đây là một em xe mà tại Việt Nam mình độ hot thì khỏi phải bàn cãi rồi ha. Biết bao nhiêu thế hệ đã trôi qua tại Việt Nam, rất là nhiều series từ những năm mà 70 mấy cho tới ngày hôm nay luôn. Lúc nào ra mắt, lúc nào ra xuất hiện nó cũng hot cả. Các bạn biết sao không? Bạn nhớ hoài là bằng giờ nè, cách đây 1 năm nè, 2 năm về trước nè, cái giá niêm yết chỉ có 4 tỷ 2 hơn thôi. Nhưng mà để sở hữu được thì khách hàng phải trả gần 6 tỷ, chưa chắc đã có xe nữa. Các đơn mà danh sách mà sắp hàng, khách hàng chờ để có được em này dài dằng dặc luôn. Và rất là khó là mua, nhưng mà ngày hôm nay thì đã dễ hơn một chút rồi. Vâng các bạn, đây trước mắt các bạn là một em Land Cruiser model 2023, vừa mới được đập thùng nha. Đây nè, này cho các bạn xem, xe vừa mới được đập thùng đây, odo 2 km. Đây các bạn nhìn vô đồng hồ kỹ nha. Đó, tất cả các băng ghế là còn niêm phong hết luôn, còn guarantee hết luôn, chưa được lột ra luôn. Đây, mâm tất cả mọi thứ còn nguyên si guarantee, chưa bóc tem. Bữa giờ chúng ta là phục chế nè và custom nhiều rồi ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ độ chế một tí đi. Bây giờ chúng ta cùng coi sơ thử coi là chúng ta cần nâng cấp gì. Về phía bên ngoài thì yêu cầu của khách hàng là Hoàng sẽ nâng cấp nhẹ cho nó cool ngầu một chút. Ngầu nha, cool ngầu nha. Và chúng ta sẽ tập trung nhiều thay đổi ở khoang nội thất. Thiệt ra đây, các bạn vô đây xem thử nè. Thiệt ra với Land Cruiser đời 2023 này thì là tiện nghi option thì là đã full hết rồi ha. Chỉ có vì xe này thì khi khách hàng chọn là màu nội thất là đen, và cái da này là khách hàng không thích lắm. Đó, thứ nhất chúng ta sẽ đổi màu nội thất ha, cho em nó sang trọng lên một tí. Và đặc biệt phần thay đổi nhiều nhất chắc có lẽ là nằm ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế dành cho chủ tịch. Thì khi cái dòng ghế này nè, nó vẫn là một cái băng ba, mặc dù là chúng ta có thể ngã ra được nhiều nhưng chưa có đem lại cảm giác sang trọng lắm. Thì việc của Hoàng bây giờ là sẽ độ chế làm sao trở nên đúng nghĩa là chủ tịch hơn. Rồi, tiến hành thôi. Để cho phần ngoại hình của em Land Cruiser này cool ngầu hơn một tí thì là Hoàng cho đặt về một bộ cản trước, cản sau và ga lăng của Land Cruiser phiên bản này luôn. Nhưng cái phiên bản Trung Đông các bạn, còn như các bạn biết thì là tại Việt Nam mình thì cái phiên bản Land Cruiser họ làm cản trước và cản sau là ưu tiên để off-road, thành ra là gọn và nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng anh khách hàng muốn cái phiên bản của chúng ta nó cool ngầu lên, nó bệ vệ hơn một chút, thành ra là Hoàng sử dụng cản trước, cản sau và mặt nạ của hàng Trung Đông ha. Lúc này bây giờ là các em vừa mới ướm lên thử, chúng ta ướm lên thử sau khi cái phần phôi, phần phôi này là nhựa BB ha, cùng một loại chất liệu với lại cản zin.
Đó, thì bây giờ chúng ta ướm lên thử xong thì Hoàng sẽ cho đi sơn toàn bộ em này. Tuy mới là đập thùng nhưng khách hàng cũng muốn sơn đổi màu luôn. Và em này đổi màu gì thì các bạn cùng Hoàng chờ xem thử coi em nó đổi màu như thế nào nha. Đây các bạn, vậy là đã thực hiện xong cái việc đổi màu sơn bên ngoài cho em LC300 2023 rồi. Thì cái mã màu này tên là Satin Black. Satin là nó giống như lụa các bạn. Nó có một cái lớp rất là mịn ở như thế này nè. Đó, cái mã này thì là cái mã của G63. Riêng cái mã sơn này rất là khó sơn nha. Chỉ cần một cái khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt là chúng ta phải sơn lại từ đầu luôn. Tại vì đối với những cái màu lụa này là chúng ta không có thể đánh bóng nè. Không có thể xử lý bằng cách là đánh được. Đó, thì bên Hoàng ban đầu Hoàng có tư vấn cho anh khách hàng là riêng những cái màu nhám như thế này thì chúng ta có thể chơi sử dụng bằng cách là đề can là hay nhất, nhanh nhất và tiện nhất. Nhưng anh khách vẫn muốn sơn luôn. Thì đây nè, Hoàng cho các bạn coi đây một em lăng. Em lăng này là model 2016 thôi nhưng mà cũng sử dụng cái màu satin black đó, nhưng mà bằng cách là wrap đề can. Thì xe này là bên Hoàng đã độ được 1 năm rồi. Đó, như các bạn biết rồi, ưu điểm của việc wrap đề can là nhanh. Nhưng đây nè, xe này là bên Hoàng đã làm được 1 năm nay rồi. Xe này là anh khách hàng chuyên dùng để off road. Thì khi mà nó đi vô rừng nó có những cái vết xước như thế này nè. Khi mà cái vết xước này trên đề can thì cũng không có xử lý được luôn. Chỉ có một cách một thôi, là dán lại thôi các bạn. Đây Hoàng cho các bạn coi thêm. Em này cũng hay lắm nha. Em này thì là bên Hoàng làm hơn một năm nay rồi. Phần nội thất là được bọc da full nắp ba, màu da bò rất là đẹp. Đây, màu này là màu mã màu của Porsche nè. Đó, nhưng cái phần ghế bên Hoàng design theo cái thiết kế của G63. Đây Hoàng cho các bạn xem, 100% hai cái ghế trước tương tự G63 luôn. Đó, cái kiểu ghế, từ cái kiểu ghế cho tới cái chi tiết may và hẳn luôn cái logo AMG ở đây luôn nè. Rất là độc đáo luôn. Xe này có một dàn âm thanh rất là khủng ha. Dàn âm thanh focal. Đây, nguyên một cái hệ lóng three way nằm ở trên đây. Đó. Thì với công nghệ sơn và công nghệ wrap đề can hiện tại thì là hiện nay tại Mastercare là Hoàng nhận được rất là nhiều cái đơn hàng gọi là đổi màu xe luôn. Ví dụ đây,
để cho các bạn coi nhanh một em CX30 của Mazda vừa mới đập thùng xong nhưng đã được đổi màu toàn bộ bằng cách là sơn đổi màu. Thì khách hàng chọn cái mã màu này là của Mini Cooper Clubman 2023, màu xanh rất là nhiều metallic, cái hiệu ứng sơn cũng rất là đẹp ha. Thôi chúng ta lại quay về em lăng kia đi. Rồi sau khi chúng ta sơn đổi màu xong thì bây giờ tới cái công đoạn tiếp theo, đó là lựa chọn một cái gói nội thất làm sao để cho MLC300 kia hợp với lại chiếc xe của chủ tịch. Bây giờ chúng ta cùng đi lựa nội thất nha. Thì tại Mastercare thì ngoài những bộ ABS thì tại đây thì Hoàng có nhập về những hàng check off, có giấy tờ nhập khẩu đàng hoàng ha, của BM Series 7 nè các bạn. Đây, đây Hoàng cho các bạn xem. Đây là bộ full, bộ nội thất của BM Series 7 bao gồm ghế trước và ghế sau. Những bộ này là Hoàng hay lên cho những em 7 chỗ giống như là VinFast, Lux SA hay là 570 lên rất là đẹp ha, gọn ha. Tại vì cái ghế của BM Series 7 nó khá là vuông vức và nó phù hợp với những em xe vuông vức. Nhưng riêng em LC300 này thì Hoàng sẽ lựa chọn một bộ Maybach, full Maybach original. Đây, đây là cái mẫu ghế Hoàng sẽ lựa chọn. Chúng ta chỉ nâng cấp bằng thứ hai thôi, bao gồm hai chiếc ghế Maybach full tính năng, có thể ngã ra thật nhiều, và có bệ tì tay, có bàn làm việc, có sạc không dây và rất rất nhiều tính năng khác ha. Đây là một bộ full Maybach mới, 95% hàng check off ha, có nghĩa là hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất mới. Đó, bây giờ Hoàng sẽ cho tiến hành lên thử khoang nội thất, các bạn coi thử nha. Vừa rồi Hoàng mới gửi cho bạn coi cái hình ảnh của em lăng đen sau khi mà sơn xong rồi hoàn thiện nội thất. Khách hàng lấy trong đêm luôn các bạn, chưa kịp quay clip gì hết, chỉ kịp chụp vài tấm hình thôi, khách hàng lấy mất tiêu rồi. Khách hàng quá nôn luôn. Thôi không sao, hôm nay chúng ta lại có tiếp tục một em lăng là C300 mới nguyên luôn, vừa mới đập thùng vừa lấy biển số xong luôn, nội thất còn len keng luôn các bạn, chưa bóc ni lông luôn, nội thất chưa bóc ni lông luôn các bạn. Đây nè, đó, chưa bóc ni lông luôn. Thì cũng giống như em lăng đen kia, em lăng xám này cũng lên nhẹ một bộ body và cải tạo lại băng sau. Và đặc biệt hơn là cái băng sau này Hoàng sẽ làm là vẫn có hai ghế VIP nhưng vẫn 7 chỗ nha. À, cho các bạn thấy được là tại sao người ta gọi là những người đi Land Cruiser là xe dành cho chủ tịch.
vì cái độ chịu chơi của những em lăng kêu sơ này. Thì bây giờ chúng ta tiến hành em này đi, bạn sẽ quay kỹ hơn, chỉ hơi uổng em kia Hoàng chưa kịp quay gì hết thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục tiến hành em bạc này nha. Sẵn tiện nói về cái độ chịu chơi của những anh chủ xe đi Land Cruiser thì sẵn đây Hoàng có một chiếc bên Hoàng đã độ cách đây hơn 2 năm rồi, quay lại để bảo dưỡng thì là Hoàng quay cho các bạn xem luôn ha. Phía sau các bạn nhìn đi, đây là một em Land Cruiser 2004 nha. Nhưng mà đây các bạn đi theo Hoàng, xe này bên Hoàng đã sơn lại mã màu làm một trắng camay rồi, rất là đẹp ha. Đi đây này với Hoàng nè, nhìn cái dàn đầu nè, hết hộp liền nè. Đây là một cái sản phẩm của em yêu khoa học. Đây, dàn đầu đã được bên Hoàng nâng cấp nhẹ toàn bộ lên thành 2016 rồi các bạn. À, nâng cấp nhẹ ha. Đây là câu chuyện của việc là tiền độ mắc hơn tiền xe. Một chiếc xe Land Cruiser 2004 bữa nay lanh quanh khoảng 300-400 triệu, nhưng mà cái tiền mà anh khách hàng này nâng cấp dành cho em nó lên nhiều hơn số tiền xe rất là nhiều lần. Vì đối với anh đây là một chiếc xe kỷ niệm mà, thành ra Hoàng đã nâng cấp nhẹ cho anh lên phần đầu 2016. Và đặc biệt hơn, đây các bạn, đây các bạn xem, đây em xe này đã được đổi toàn bộ phần nội thất, bọc da lại ha, phối hai màu nâu, nâu đậm và nâu lạc. Và đặc biệt là hai chiếc ghế chủ tịch phía sau 4 chỗ, phiên bản 4 chỗ ha. Thì đối với phiên bản 4 chỗ bên Hoàng hay làm là có phần con người giữa ở đây. Xe này thì chơi nguyên một set 4 chỗ của hãng MBS, có bệ tùy tay ở giữa, ghế full tính năng. Đó, chất chơi người chơi. Một em xe đơn giản 2004, nhưng mà bây giờ thì là đặc biệt hơn, thoải mái hơn rất là nhiều. Đây chính là sự chịu chơi của những bác chủ xe Land Cruiser, hay còn gọi là chủ xe chủ tịch. Rồi đi, chúng ta cùng xem những chiếc xe là C300 đập hộp màu xám lông chuột bên Hoàng đã làm hoàn thiện xong rồi nè các bạn. Đây, đây các bạn, đây em nó hôm nay đã hoàn thiện rồi ha. Toàn bộ phần body đã được thay đổi rồi. Body này là mẫu body của Trung Đông. Phần cản trước hầm hố hơn rất là nhiều ha, nhìn bệ vệ hơn, nhìn cứng cáp hơn ha. Cái này thì là theo yêu cầu của khách hàng thôi. Đây, chúng ta cùng ra coi phần phía sau. Cản sau với cặp ống xả nhìn hầm hố hơn rất là nhiều luôn á các bạn, đúng không? Đó, liên lạc ha. Xe này đã được thay toàn bộ phần cản trước, cản sau, cũng như là ốp cua vè rồi. Đây, nội thất đã hoàn thiện rồi. Phần nội thất như Hoàng đã giới thiệu rồi ha. Đây là cũng là 4 chỗ đặc biệt, sử dụng ghế Maybach phía sau, nhưng lúc cần sử dụng thì vẫn có thể đưa về 5 chỗ bình thường. Còn nếu như mà chúng ta xài cái băng ba thì là khi cần ngồi ít người á thì không có thoải mái ha. Bây giờ toàn bộ ghế, hai ghế phía sau là Hoàng đã cho chỉnh điện đây. Các bạn nhìn đây, nút chỉnh điện thì Hoàng sử dụng nút mới của Mercedes luôn nha. Ghế thì full tính năng. Đó, đúng bây giờ mới gọi là xe chủ tịch đúng nghĩa nè. Chứ lúc trước thì là vẫn còn thiếu ha, thiếu thiếu một chút ha. Đây, bên này thì là có một em Prado, chỉ là sơn đổi màu thôi, nhưng sử dụng mã màu của Bentley đời mới nhất nha, màu nâu, màu nâu Bentley. Đó, rồi coi như là Hoàng đã giới thiệu xong cho các bạn về những chiếc clip gọi là độ chịu chơi của những khách hàng sử dụng Land Cruiser, hay còn gọi là xe chủ tịch. Một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn thật nhiều khi đã đồng hành cùng Hoàng trong chiếc clip này. Nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Hoàng một like và một share nha. Ai đang xem kênh của Hoàng mà chưa đăng ký kênh thì cho Hoàng một đăng ký nha. Nhớ nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở trong những chiếc clip tiếp theo. Hẹn gặp lại nha, bye bye.